Bạn có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai? Bạn đang chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang mất định hướng, không biết lựa chọn và đưa ra quyết định như thế nào là đúng? Để trở thành doanh nhân, bạn cần được rèn luyện và phát triển toàn diện. Thân khỏe mạnh, tâm yêu thương, tuệ khai phóng. Triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ do ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hệ sinh thái CEO Việt Nam Global sáng lập. Ông cũng là người sáng lập ra chương trình huấn luyện Business Boss. Chương trình bao gồm rèn luyện phần thân, sinh hoạt đúng giờ, rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày, rèn luyện phần tâm, thấu hiểu và biết cách chung sống với mọi hoàn cảnh và lễ phép với cha mẹ, rèn luyện phần tuệ, học viên được học quản trị kinh doanh thực tiễn cùng doanh nhân. Trường huấn luyện doanh nhân CVG với đội ngũ giảng viên đang làm vị trí tổng giám đốc trở lên hoặc đang là chủ doanh nghiệp sẽ trực tiếp giảng dạy trong xuyên suốt chương trình huấn luyện Business Boss.